Khi di chuyển trong điều kiện thời tiết có sương mù, đường ướt, trơn, các lái xe cần đi chậm để quan sát, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Vậy mà trong tình huống giao thông sau đây, không hiểu vì lý do gì, người điều khiển xe ô tô đã lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt. Đáng nói nữa là ở ngay khúc cua và hậu quả là va chạm đã xảy ra. Theo camera hành trình của phương tiện bị nạn ghi lại, lúc này trên tuyến đường có nhiều sương mù, điều kiện thời tiết không tốt, có mưa nhỏ, trời còn chưa sáng tỏ, tầm nhìn bị hạn chế. Khi di chuyển đến một khúc cua, bất ngờ một người lái taxi đã cố tình lấn làn, vượt lên mà không hề quan sát. Khi phát hiện có xe đang di chuyển hướng ngược lại, tài xế taxi đã không kịp xử lý tình huống, lao thẳng vào đầu xe có gắn camera hành trình. Hành vi vượt xe sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 3 tới 5 triệu đồng. Phạt là như vậy, nhưng mà các lái xe cần nhớ phía sau tay lái là gia đình, là người khác, để điều khiển phương tiện cẩn thận hơn, tránh rủi ro cho bản thân và những người tham gia giao thông cùng.